Xin thưa tới quý vị và các bạn, video này quay lại để một người anh em xem. Trước tiên thì trân trọng cảm ơn người anh em đã nhắc nhở. Video trước mình test cái motor và test cái hoạt động của bộ phên vỉ đài Zwicker có model BC-W47, chuẩn bị gửi cho người Thượng Đế có cái bụng tốt ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thì video trước test có một cái cửa băng này, này có một test cái cửa băng bên đây thôi, đây, đường dây đầu từ nó vào đây này. Đấy, thế còn cái cửa băng bên đây thì chưa test. Thì cái bộ phên vỉ đương nhiên là mình đã kiểm tra kỹ lưỡng về vấn đề hoạt động cũng như vấn đề kỹ thuật. Bộ phên vỉ mà đã có chữ Khang 1861 thì về vấn đề kỹ thuật miễn bản. Miễn bản. Thế nhưng mà người anh em xem cái video của mình, người anh em bỏ coi số điện thoại 6993 gọi điện tắt ngay vào luôn, nó che cái màn hình, đồng chí thông cảm cho lão nông. Người anh em bảo cái đài này hai cửa băng, anh test một cửa, thế thì còn cái cửa kia sao anh không test nốt để cho mọi người xem. Thì bây giờ mình test nốt cái cửa bên đây thôi. Thì trước tiên trân trọng cảm ơn người anh em. Cái thứ hai là đúng thật, tránh đêm dài lắm mộng, giờ test luôn cả hai cửa đây, đường tín hiệu đầu từ vào hai cửa đây, đây đây một này, hai này nhá. Thế còn cái phên vỉ thì đương nhiên rồi, đài vài triệu còn chả làm trò mèo chứ nói chuyện cái bộ phên vỉ. Mà cái bộ phên vỉ có chữ Khang 1861 mà lại trục trặc về vấn đề kỹ thuật nữa thì thôi, còn gì, còn lời nào để nói nữa, thì chỉ có vứt cái biển điều trị đài toàn quốc đi ngay và luôn. Nhưng mà người anh em bảo thôi anh cứ test, theo em anh cứ test cả hai bộ cơ để xem cái hoạt động của cái bộ phên vỉ nó còn chuẩn hay không. Ở đây là mình chỉ test cái motor nhé, test cái motor và test hoạt động của cái bộ phên vỉ thôi, chứ mình không test âm thanh nó hay hay là nó không hay. Để cho anh nghe thêm đường chiều xưa ngày sáng áo em xanh, thêm một nét môi một lần về phép thôi, và mình lại có đôi. Rồi sang đến cái bộ bên đây. Hoạt động thì chỉ có Trần Văn Chuẩn, chứ làm gì có cái chuyện nó không hoạt động. Thế nhưng mà thôi, cũng vẫn cứ test để cho người anh em thấy, cho quý vị và các bạn thấy nha. Yeah.